Hôn làng trong một ngày đã mất đi 10 vạn cân lúa mì, nhưng dáng vẻ của Khâm Sai vẫn luôn nhăn mặt cau mày, bởi vì hắn cảm giác hôm nay tuần tra Ngư Bắc Thôn như bị lừa vậy. Chí Linh là thứ tự lâm gia lẽ ra không có kiến thức mới đúng, nhưng nhìn thấy Khâm Sai triều đình không những không có chút căng thẳng nào, ngược lại tâm tư cẩn mật, đây không hợp với lẽ thường. Vì thế hắn quyết định lại đi Ngư Bắc Thôn một chuyến, đồng thời sai để thụy canh cửa phòng khi Thu Quang Nhật đi đến. Quả nhiên hắn mang theo một thị vệ rời đi được nửa canh giờ. Thu Quang Nhật đem theo mấy hộ vệ đi đến, nhưng Tề Thụy sớm đã nhận được mệnh lệnh của Thôi Minh Trung, cũng biết Thu Quang Nhật nhất định sẽ đến, vì thế sớm đã nghĩ nên nói gì. Cuối cùng Thu Quang Nhật cũng chỉ có thể quay về phủ. Đồng thời, Thôi Minh Trung đang ngồi ở trong xe ngựa, tuy đi vào ban đêm, nhưng cũng vô cùng an toàn. Có thể thấy lúc trước Ngọc Thành Phủ tiêu diệt thổ phỉ có hiệu quả rất rõ ràng, nhưng khi bọn họ còn cách Ngư Bắc Thôn 300 mét, xe ngựa liền dừng lại, bởi vì đại nội thị vệ đều là tinh anh chọn từ các nơi của đại đoàn thần triều, mà hắn phát hiện trong thôn có ánh lửa yếu ớt, còn là một nhóm thị vệ tuần tra ban đêm. Nếu là lỗ mạng xông vào, tất sẽ bị đối phương công kích. Thật không nhìn ra, Ngư Bắc Thôn bé nhỏ này vậy mà còn bồi dưỡng thị vệ, quả nhiên là có bí mật lớn. Hắn cũng không ngốc, bình thường ở các thành trấn mới có khả năng có thị vệ, mà Ngư Bắc Thôn chỉ là thôn làng vùng núi, lại có thị vệ tuần đêm, điều này chứng tỏ là có rất nhiều vấn đề. Cuối cùng Thôi Minh Trung nhảy xuống xe ngựa, quyết định tự mình thu hút sự chú ý của thị vệ, để cho tùy tùng âm thầm nện vào Ngư Bắc Thôn điều tra, không được bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào. Ngư Bắc Thôn này có thể đã bị bọn chúng đào rất nhiều hầm, nhớ kỹ, một khi phát hiện cái gì, ngàn vạn lần không được đả thảo kinh xa, đến lúc đó trực tiếp tìm ta là được. Đại nhân, như vậy có phải quá nguy hiểm không? Nếu là bọn chúng ra tay với đại nhân thì phải làm sao? Ngươi yên tâm, sẽ không có vấn đề gì đâu. Nói xong hắn tản bộ nhàn nhã đi về hướng cổng cửa Ngư Bắc Thôn. Nhưng khi hắn đến gần thị vệ, lại dọa cho bọn họ nhảy dựng, còn thể hiện ra tư thế chiến đấu. Ta là Khâm Sai triều đình Thôi Minh Trung, ban ngày đi cùng Ngọc Thành Phủ Doãn đến đây tuần tra, còn không mau thông báo cho Chí Linh ra đây gặp ta. Thôi Minh Trung cố ý nói lớn, mục đích chính là gây sự chú ý cho các thị vệ, mà sáu vị tráng sĩ đều thất kinh, không ngờ người đến sẽ là Khâm Sai. Tối nay bọn họ ăn cơm còn đang thảo luận chuyện ngày hôm nay. Tự nhiên là đối với vị Khâm Sai đại nhân này quen thuộc. Bài kiến Khâm Sai đại nhân. Được rồi, không cần đa lễ, nhanh chóng thông báo cho Chí Linh ra đây, cứ nói bản qua tìm hắn có việc. Tráng sĩ cầm đầu đối với thủ hạ bên cạnh đánh một ánh mắt, thủ hạ đó quay người rời đi. Cảnh giác của bọn họ vô cùng cao, tuy trước mắt chỉ có một mình Thôi Minh Trung, nhưng vẫn vô cùng cẩn thận, không ngừng quan sát bốn phía xung quanh, sợ xung quanh còn có mai phục. Thôi Minh Trung để nhất cử nhất động của bọn họ vào trong mắt, đồng thời ánh mắt sáng lên. Thật không nhìn ra, Ngư Bắc Thôn nho nhỏ, vậy mà bồi dưỡng ra thị vệ trung thành như thế. Lâm công tử của nhiên không giống người thường, hắn nói như vậy cũng chỉ là diễn mà thôi, sợ rằng thủ hạ bản thân phải đi bị phát hiện. Có điều đại nội thị vệ không phải là người bình thường, không nói phi thiên độn thổ, nhưng cũng không phải là người thường có thể phát hiện. Một bên khác, tôi thu dọn mọi thứ, vừa về đến phòng Lâm Vô Nguyệt chuẩn bị nghỉ ngơi, bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa gấp gáp. Lâm công tử, ngài mau ra đây một chuyến. Khâm Sai đại nhân ban ngày đến rồi. Tôi vừa nghe là Khâm Sai đại nhân, nhất thời chấn kinh, vì thế liền vội vàng bảo Vô Nguyệt đi gọi Una. Nhưng lời còn chưa dứt, Una liền đẩy cửa đi vào. Una, em mau đi, để ý đến các địa phương quan trọng, ngàn vạn không được để người khác đến gần. Nhớ kỹ, nếu là thật sự có người đến gần, đừng có làm thương hắn, trực tiếp bắt sống, đợi mệnh lệnh của anh. Una gật đầu đáp ứng. Cô ấy vốn xuất thân trong quân đội, mặc dù đã không còn ở trong quân, nhưng tác phong quân đội vẫn còn đó. Không nói hai lời chuyển thân rời đi, lập tức chìm vào trong bóng tối. Tiếp theo tôi sải bước đi đến cổng thôn, liền nhìn thấy Vương Nghị Cầu dẫn theo năm vị tráng sĩ đi đến, phía sau là Thôi Minh Trung. Công tử, là Khâm Sai đại nhân. Lập tức phái người đem thôn phong tỏa, bất kỳ ai cũng không được phép ra vào, tùy chức tuân mệnh. Thì ra là Thôi đại nhân, muộn như vậy rồi, sao đột nhiên ngài lại đến Ngư Bắc Thôn, cũng không nói trước một tiếng, để cho thảo dân làm tốt chuẩn bị. Lâm công tử chuẩn bị cái gì, không lẽ là có bí mật gì muốn giấu đi sao? Thôi đại nhân nói đùa, Ngư Bắc Thôn chỉ là một thôn nhỏ bình thường, sao lại nói là có bí mật gì? Ha ha, được rồi, bản quan cũng chỉ là nói đùa thôi. Lâm công tử đừng giận, hi hí. Tôi cười thầm, trong lòng không ngừng chửi rủa lão khốn nạn này, âm mưu không được chuyển sang dương mưu. Nửa đêm canh ba đến, chắc chắn là không có ý tốt. Có điều binh đến tướng chặn, nước đến đất ngang, tôi không thích phiền phức nhưng cũng không sợ phiền phức. Cuối cùng Thôi Minh Trung lấy lý do rảnh rỗi, muốn đến trong viện nghỉ ngơi, cố ý trì hoãn. Tôi tự nhiên nhận ra điểm này, nhưng không thể lận mặt, chỉ có thể dẫn theo hắn về. Trên đường Thôi Minh Trung liên tục quan sát các nhà dân, nhưng thôn dân trong nhà không hề có ai ra ngoài xem náo nhiệt. Điều này càng làm cho hắn ngạc nhiên. Hắn thân là Khâm Sai, một đường tuần tra, đã đi qua một số thôn có tiếng, cũng đi qua một số thành lớn.
nhưng bách tính phổ thông nhìn thấy hắn, không phải là hiếu kỳ, thì là hoảng sợ, nhưng chỉ có duy nhất Ngưu Bắc Thôn cho hắn một loại cảm giác không giống. Chẳng mấy chốc, một nhóm tráng sĩ hộ tống tôi và Thôi Minh Trung đến trách viện, thật sự giống như thị vệ vậy, quan sát tất cả lối đi, ngay cả cửa sổ cũng không bỏ qua. Thôi Minh Trung nhìn ở trong mắt, cười lạnh, hắn tự nhiên nhìn ra, đám người này đang phòng bị cái gì lại càng làm cho hắn kinh ngạc. Bản thân đến không hề giải thích mục đích đến là gì, nhưng đám thị vệ Ngưu Bắc Thôn này hình như biết được cái gì đó, đã bắt đầu vào trạng thái tử thủ, nhưng cũng có thể là đang phòng hắn, không muốn để cho hắn dễ dàng rời đi, khiến cho Thôi Minh Trung tim đập mạnh. Nếu như mình thật sự chọc vào Chí Linh, liệu hắn có xuống tay tàn nhẫn? Có loại suy nghĩ này, Thôi Minh Trung đi theo tôi đến phòng khách, mà Lâm Vô Nguyệt sau khi châm trà, tôi liền bảo hai người họ ra ngoài. Đây là trà Đông Tỉnh Bích La Sơn thượng hạng, là lần trước Mã Kỵ tặng. Hắn mỗi lần đến đều chuẩn bị một ít lễ vật, đây cũng là nguyên nhân tôi công nhận hắn. Đối xử với người khác là năng lực cơ bản nhất, đặc biệt là một số chi tiết quan trọng nhất. Thôi Minh Trung vừa nhìn đã nhận ra loại trà này. Sau một phen hàn huyên đơn giản, bầu không khí trong thính đường dần dần đi xuống. Khắc tiếp theo Thôi Minh Trung dùng lực đập mạnh lên bàn. Chí Linh, người thật to gan. Không biết Thôi đại nhân như vậy là có ý gì. Được rồi, người đừng đóng kịch nữa. Ngưu Bắc Thôn từ khi trồng lương thực, tin tức đã chuyển đến tai ta. Cho dù ngươi có cao minh, nhưng trong trang trại có thể nói lên tất cả. Trước tiên không nhắc đến vấn đề đất đai cằn cỗi. Cho dù sản lượng có thấp, sản lượng 1.000 mẫu đất cũng tuyệt đối không thấp đến mức chỉ có 10 vạn cân. Còn cần bản quan tiếp tục nói không? Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội, đem sản lượng cụ thể nói rõ cho bản quan. Tôi vẻ mặt bình đạm phong khinh nhẹ nhàng uống một hớp trà, khiến cho Thôi Minh Trung ngơ ngác nhìn. Hắn bây giờ thật sự bội phục tên tiểu tử trước mắt này, đã nói rõ ý định của bản thân, hơn nữa còn thêm ngữ khí nặng nề. Tiểu tử này vậy mà còn có thể mặt không đổi sắc tim không hoảng loạn. Em rằng cho dù là Phiên Vương Phong Dương Quân cũng không làm được điểm này. Thế nào, ngươi còn muốn phủ nhận? Ha ha ha, Thôi đại nhân hoài nghi cũng là có thể hiểu. Có điều đúng sai đều ở ngay trước mắt. Ta bây giờ cho dù có móc tin ra, Thôi đại nhân cũng sẽ không tin tưởng. Huống hồ, nếu muốn gán tội sao phải bận tâm. Thôi đại nhân từng bước ép sát như vậy, tốt hơn là nên thực tế một chút. Hư, hay cho Chí Linh ngươi. Ý của ngươi là, bản quan vụ oan cho ngươi, đừng để đến khi ta phải quan binh đến, đem Ngưu Bắc Thôn đào lên 3 tấc đất. Đến lúc đó ngươi muốn giải thích cũng đã muộn rồi. Nghe xong lời này, tôi lộ ra nụ cười mỉm. Lời nói này của hắn có chút gượng ép, nhưng vẫn làm bại lộ suy nghĩ trong lòng. Thôi Minh Trung này chẳng qua chỉ là đến kiếm chỗ tốt. Nếu như hắn thật sự muốn điều tra Ngưu Bắc Thôn, vậy cho dù tôi nói cái gì làm cái gì cũng đều vô ích. Vì thế tôi đi vào phòng Lâm Vô Nguyệt lấy ra 1 vạn lượng bạc, sau đó quay lại trực tiếp đưa đến trước mặt Thôi Minh Trung. Có điều Thôi Minh Trung không động vào ngân phiếu trước mặt, bởi vì hắn nhìn thấy tôi lần đầu đã lấy ra 1 vạn lượng bạc, cam nguyện dùng tiền tiêu tai. Như vậy đủ chứng minh Ngưu Bắc Thôn có nội tình rất lớn. Lâm công tử như vậy là ý gì? Bản quan không hiểu, lẽ nào ngươi công nhiên hối lộ bản quan như vậy? Đương nhiên không phải. Thôi đại nhân đường xa mệt mỏi, đến Ngưu Bắc Thôn vùng nghèo khó này, thảo dân tự nhiên là có chút tấm lòng, chút ngân lượng này coi như hiếu kính đại nhân, biểu hiện tình ý. Tôi đã đem lời nói vô cùng đẹp. Nếu như Thôi Minh Trung vẫn không cam tâm, vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Tôi chắc chắn rằng việc trồng được lương thực sẽ thu hút những kẻ thèm muốn, nhưng nếu lòng người không đủ rắn sẽ nuốt voi, vậy tôi tuyệt đối không nhẫn nhịn. Khi Thôi Minh Trung cầm ngân phiếu trên bàn, cửa sổ bên ngoài thoáng qua một nhân ảnh, nhất thời trong lòng thoải mái. Vào đi,